Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi. Và ngày hôm nay Khải sẽ cho anh em tìm hiểu sơ qua một set đồ cũng khá là đẹp ở cùng với chỗ S8 Phật Sơn ký sử này. Trang chủ em công thành chiến sư chấm nét. Đó là đường môn nha mọi người. Nhị sư huynh. Hiện tại đang có cho mình dòng tống nguyên sói một kỹ năng và phòng thủ lý 25. Và ngày hôm nay thì có cho mình top 4 tống kim với hiệu ứng là 78 mạng và giết 48 đồ hồ sơ, chết 33 lần và liên chạm được 7. Và ngày hôm nay thì có cho mình được top 4 tống kim khá là tốt. Anh em cùng xem sơ qua thì set đồ này như thế nào. Và một set đồ khả năng đang muốn cho anh em chiêm ngưỡng, nó là một set đồ ăn ban. Và set đồ này ăn ban set đồ thứ 3 hay thứ 4 của server này mà. Đây, anh em xem sơ qua. Anh em à, set đồ thì sợ quá chắc luôn. Set ăn ban đang hiểu mình một set ăn ban dây chuyền 19. Đó, quá đẹp. Một cái nhẫn khống họ 26. Đó, ăn ban nha anh em. Nói chung set này là set thứ 3 hoặc là thứ 4 của server nha mọi người. Ăn ban ở server này chưa nhiều lắm đâu anh em. Server đã 8 tháng rồi nhưng mà ăn ban chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha anh em. Nên là rất là hiếm nha mọi người. Một cái nhẫn khống ban 29. Một ngọc bội kháng độc 25. Hả? Kèm với một cái nỏ rất đẹp. Thực sự cái nỏ này không khác gì cái nỏ chống phái đâu nè. Nỏ chống phái, em thấy cái nỏ chống phái màu vàng vàng á thì tốc 30, sát thương 35 và 85%. Thì cái nỏ này cũng vậy. Nó là nỏ xanh nhưng mà thực sự nó quá đẹp. 30, 35 và 87 tương đối khá đẹp nha mọi người. Đó. Và một sử dụng một cái nỏ mắt pin chu tâm mạo cấp 4, 25-40 và 20 thần pháp, sinh lực 200. Một sự đồ quá đẹp luôn. Rồi, đem đánh một bà tây kháng họ 13, chó 40, đang có cho mình hiệu ứng là 40 chó. Kèm với đa lưng, 11-40 là 80 chó nha nè. Đó. Đánh hiệu ứng tống kim thì thực sự là 80 chó, 80 chậm là quá binh luôn. Kèm một cái áo khá đẹp. Sinh lực lực phòng thủ lấy 11 và làm trọng 40. Phục hồi 40, sinh lực lực khá đẹp nè mọi. Nói chung là cái áo này mua đánh tầm này quá đẹp nè mọi. Server rất hiếm đồ phòng thủ nha nè. Một đôi dây thủ lấy 3, thằng thủ lấy 12, thằng pháp 15 và tốc 36, làm chậm 30. Tính sơ qua đạn này đang sử dụng cho mình là 110 làm chậm. Đó, 110 làm chậm. Khá chậm. Kèm với 80 chón. Kèm với một set đồng ban 19, 26, 29, 28. Kèm với một ấn thủ lấy 25 thì phòng thủ đạn này cũng khá là cao năm. Phòng thủ thấp năm. Kèm với một kỹ năng ngân một cấp từ phi phong và một kỹ năng một cấp từ tống nguyên sói và kèm với phòng thủ lý 25 từ nguyên sói thì thực sự là đợt này có thể lên được 75 cộng 1 phòng thủ nha anh em. 25 36 36 như này nè, 48 cao như này là 58 65 58 67 67 với 25 bên dưới nữa kháng cả 10 nữa là 77. Đợt này cũng có thể tương đối được 75 hơn, gần 75 cộng 1. Rồi. Đó, anh em nhìn sơ qua thực sự là đỡ mà nói sở hữu được set đăng ban như thế này thì cái ạc này mua như là họ nhớ không làm được hơn 25-30 triệu đó nè. 25-30 triệu đó, mua cái đây hơn 2 tháng rồi. Đó. Khá là chất, set đăng ban thứ 3 hay thứ 4 server, tại vì server tầm này chỉ 3 hay 4 mà. Hiện tại mua đuôi top tháng này ra thêm 2 set nữa thì sẽ có thêm set thứ 5, thứ 6 cũng như là có thể là một số anh em mở thêm được một set là set thứ 7 nè. Tại vì mở móc giả tổng này nọ nó sẽ ra thêm. Đó. Cái nón này hơn 10 triệu anh em. Nón này hơn 10 triệu. Đỡ lấy cho mình 140k điểm ta liên đấu, 140k điểm liên đấu. Tương đương 140 kim. Đó, khoảng 10 triệu. Và tay này thì tương đối tầm trung, là lưng này cũng vậy. Áo này nghe nói hôm trước mua khoảng 1 triệu. Đôi giày này cũng tương đối như vậy nè. Ấn này hồi trước mua khoảng 5 triệu hay 4 triệu, 4 triệu gì đó. Trung tâm này ấn phòng thủ nó còn khá hiếm nè. Thực sự luôn nè mày. Quá gơ. Ông Nhi Thu ông nói anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho anh Nhi Thu này một like chia sẻ nè mày. Con tiêu này hiện tại mua là khoảng tầm hồi trước anh mua khoảng tầm 10 triệu nè mày. Tầm này thì khoảng tầm 6 triệu cái đâu. Đó. Anh em đừng quên đỡ lại một like chia sẻ cho ủng hộ cao thủ Nhi Thu một like nhé.